Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà cái món rất là quen thuộc, đấy là món bánh ngô. Chúng ta có thể dùng để làm món ăn sáng hoặc là ăn vặt. Các bé nhà mình rất là thích ăn cái món bánh này, cho nên là mình rất là hay làm cho các bé ăn. Đây, nguyên liệu thì chúng ta gồm có 1-2 cái ngô, tùy cái lượng chúng ta làm nhiều hay ít. Bột mì này, đường này. Mình thì hay cho đường, nếu mà mọi người thích có thể cho thêm một chút muối này, hoặc là cho sữa này, cho đường này, tùy mọi người. Mình thì mình ha, các bé nhà mình thích ăn ngọt nên mình cho đường. Còn có những bé không thích ăn ngọt, chúng ta có thể cho một chút muối, hoặc cho sữa, cho trứng, tùy chúng ta. Ngô này chúng ta có thể tách hạt ra, cái ngô cũng non cho nên là mình hay dùng dao. Cũng tương tự thì chúng ta có thể làm với lại món bánh khoai, khoai và bột mì. Cái bé nhà mình rất là thích ăn ngô. Trong ngô có cái vị ngọt sẵn cho nên chúng ta chỉ cần cho một chút đường thôi. Chúng ta nhặt bớt dâu. Sau khi là chúng ta đã tách được ngô này, chúng ta cho bột mì vào. Tùy chúng ta cho lượng nhiều hay ít, ăn nhiều thì chúng ta cho nhiều. Mình thì thích nhiều ngô, mình cho ít bột mì. Mình cho thêm một thìa đường này. Sau đấy là chúng ta cho nước vào. Tùy nhá, chúng ta có thể cho sữa tươi cũng được. Chúng ta đảo đều đi. Hơi đặc, cho thêm một chút nước. Đảo đều lên khi mà chúng ta thấy sệt sệt này, múc thấy sệt sệt như này là được nha mọi người. Cho già chảo, nóng chảo nhé. Nóng chảo chúng ta cho dầu vào nhé. Cái chảo này nhà mình thì chắc là chỉ được một cái, hai cái. Ok nha mọi người, lật lên là được rồi nè, vàng hai bên này. Lật nào, yeah. Đây thành quả đây mọi người ơi. Sau khi dán hết bột đây, được từng này bánh này, ngon không? Xinh nhỉ? Nóng quá. Đâu em mà ăn được rồi. Ngon chưa? Đó chưa? Ngon nhỉ? Ngon này. Ngon à? Ngon không con? Ngon không con? Ngon. Tao ngủ tóc rồi. Đi bột tóc nhá. Ngon không bữa? Ngon. Hôm sau mẹ dán tiếp nhá.